Man City tiếp đón Fulham trên sân nhà mà không có huấn luyện viên Pep Guardiola và cả Jack Grealish. Tân binh Doku được tung vào sân ngay từ đầu trong khi Matheus Nunes góp mặt trên bờ ghế dự bị. Hai đội khởi đầu chậm rãi, Man City muốn chơi chắc chắn, trong khi Fulham cũng không muốn mặn mà trong việc tìm kiếm bàn thắng. Chính bởi vậy, trận đấu này có thông số khó tin là 30 phút đầu tiên không có một cú dứt điểm nào tới từ cả hai. Man City có một vài tình huống nỗ lực, nhưng đường chuyền cuối không có địa chỉ. Tưởng như hiệp 1 sẽ kết thúc tẻ nhạt, bất ngờ lại tới. Phút 31, Erling Haaland phá bẫy việt vị rồi căng ngang cho Alvarez mở tỷ số trận đấu. 2 phút sau, Fulham có bàn thắng gỡ hòa để bất ngờ do công của Ryan. Sau bàn thắng này, hai đội lại giảm nhịp độ trận đấu. Phút 1 giờ cuối cùng, Man City được hưởng quả đá phạt góc và Ake bật cao đánh đầu tung lưới đối thủ, giúp đội chủ nhà có lợi thế dẫn trước giờ nghỉ giải lao. Bước sang hiệp 2, Man City cũng chẳng vội vã dồn lên tìm bàn thắng. Lưới đá du ngủ này phát huy hiệu quả ở phút 58. Alvarez chọc khe và Haaland không phụ lòng người đồng đội với cú dứt điểm không thể cản phá. Tiền đạo người Argentina tiếp tục chơi hay khi kiếm về quả phạt đền ở phút 70. Haaland được trao trọng trách và tiền đạo người Na Uy hoàn thành cú đúp. Có được cách biệt lớn, Man City thoải mái thay người nhưng vẫn giữ được thế trận. Đúng vào lúc tất cả mọi người nghĩ đã hết bàn thắng thì Haaland lại khiến tất cả phải bất ngờ. Tiền đạo người Na Uy có pha băng vào cực nhanh để đón đường chuyền của Gomez và đá nối ngay vào góc dưới khung thành để ấn định tỷ số 5-1. Toàn thắng ở 4 vòng, Man City tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng của ngoại hạng Anh. Tiếp đó Nottingham Forest, Chelsea giữ nguyên đội hình xuất phát như ở chiến thắng 3-0 trước Luton Town ở vòng 3. Với chất lượng đội hình vượt trội cùng với lợi thế sân nhà, Chelsea đã nhanh chóng làm chủ cuộc chơi. The Blues chiếm lĩnh được tuyến giữa, song trong suốt 20 phút đầu trận, họ gần như không thể tạo ra cơ hội nào thực sự đáng chú ý. Ở chiều ngược lại, Nottingham Forest tỏ ra đầy nguy hiểm trong những pha bóng tấn công ít ỏi, với khả năng uy hiếp tốt của tiền đạo người Nigeria Taiwo Awoniyi. Để rồi Chelsea đã phải trả giá đắt ở đầu hiệp 2. Caicedo xử lý lỗi, Nottingham Forest chớp thời cơ và Elanga đã giúp đội khách vượt lên. Nhận bàn thua, Chelsea dồn toàn lực lên tấn công, nhưng các cơ hội đều bị bỏ lỡ đáng tiếc. Trước cuộc, Chelsea thất bại 0-1 đáng hổ thẹn trước Nottingham ngay trên sân nhà Stamford Bridge. Trận thua này khiến The Blues chỉ có vỏn vẹn 4 điểm sau 4 vòng đấu. Tại vòng 5, Chelsea sẽ làm khách trước Bournemouth diễn ra vào ngày 17 tháng 9 sau lượt trận FIFA Days. Trước khi Lionel Messi tới nước Mỹ, vé xem các trận đấu của Los Angeles FC chỉ là $110. Tuy nhiên, giá vé xem trận Los Angeles gặp Inter Miami đã bị đẩy lên tới $789, một kỷ lục chưa từng có tại MLS. Tất cả là do hiệu ứng Lionel Messi đã kéo khán giả tới sân nhiều hơn, khiến giá vé tăng rất cao. Messi gia nhập Inter Miami vào mùa hè này, ký hợp đồng 2 năm rưỡi. Messi lập tức tạo dấu ấn khi giúp Inter Miami giành được League Cup. Anh ghi bàn trong cả 7 trận đấu và giành luôn ngôi vua phá lưới. Mới đây thì Messi đã tỏa sáng giúp Inter Miami vào chung kết US Open Cup. Người hâm mộ đội bóng này hy vọng ngôi sao người Argentina sẽ giúp đội bóng đạt thành tích tốt hơn tại MLS. Hiện Inter Miami đứng áp chót trên bảng xếp hạng MLS miền Đông. Không chỉ về mặt thành tích sân cỏ, Messi còn giúp giá trị thương hiệu và doanh thu của Inter Miami tăng một cách chóng mặt. Không chỉ có Bayern Munich, một đối tác khác của Quỷ Đỏ mới đây cũng tức giận vì đội chủ sở Old Trafford đã không rõ ràng trong đàm phán, dẫn đến thương vụ bị đổ vỡ. Theo báo chí Italia, chủ tịch Lazio Claudio Lotito đã chỉ trích MU nuốt lời, không ký kết các giấy tờ đúng thời hạn cho tiền đạo Mason Greenwood gia nhập đội bóng Serie A trong mùa hè này. Tôi đã cố gắng cho đến phút cuối cùng, họ không ký kết đúng thời hạn và tôi rất bực vì điều này. Rõ ràng là MU luôn luôn làm việc thiếu chuyên nghiệp và nuốt lời hứa. Có một điều rất minh bạch là Greenwood muốn đến Lazio. Ông Lolito nói với trang tin La Lazio Siamo Noise của Italia. Vụ Greenwood đến Lazio bị đổ vỡ. Ngay sau đó thì câu lạc bộ Getafe đã nhanh chân để đạt thỏa thuận mượn Greenwood. Anh sẽ chuyển đến đội bóng La Liga theo hợp đồng cho mượn 1 năm. Theo báo chí Anh, MU không nhận được phí mượn trong thương vụ này và phải chi trả phần lớn mức lương của Greenwood trong thời gian cầu thủ này chơi bóng cho Getafe. Sau lễ bốc thăm vòng bảng Champions League diễn ra ít ngày trước, một siêu máy tính đã mô phỏng giải đấu 100.000 lần và tìm ra cơ hội chiến thắng của các câu lạc bộ. Theo đó, nhà vô địch Manchester City có 44,2% cơ hội lọt vào trận chung kết một lần nữa. Đồng thời, xác suất vô địch là 32,1%, cũng là con số cao nhất trong số 32 đội. Man City được xếp vào bảng đấu tương đối dễ dàng, bao gồm RB Leipzig, Young Boys và Red Star Belgrade. Arsenal có 15% cơ hội vào chung kết, trong đó xác suất vô địch là 7,3%. Pháo thủ chỉ xếp sau Man City, Bayern Munich, Real Madrid về cơ hội vô địch Champions League sau 6 năm vào bóng ở đấu trường này.
thầy trò Mikel Arteta sẽ gặp Sevin, PSV Eindhoven và Lens ở vòng bảng. Trong khi Manchester United có xác suất lọt vào trận chung kết ở Wembley thấp hơn một chút là 9,8%, nhưng cơ hội vô địch chỉ là 4,2%. Nhà vô địch Đức Bayern Munich là ứng cử viên được yêu thích thứ nhì chỉ sau Man City. Còn PSG, khi được xếp hạng bảng tự thân cùng Borussia Dortmund, AC Milan, Newcastle, họ chỉ được dự đoán có 3,3% cơ hội vô địch. Newcastle cũng có 7% khả năng lọt vào trận chung kết, dù chỉ được xếp hạt giấu số 4. Real trình làng Bernabeu sau khi đại tu đến 1 tỷ euro. Mất gần 4 tháng thi công, nâng cấp sân bãi, Los Blancos tuyên bố sân vận động Santiago Bernabeu đã hoàn thành việc tu bổ. Trận đấu tiếp theo của Real tại vòng 4 La Liga 2023-2024 sẽ là lần đầu tiên kèn kèn trắng quay trở lại sân nhà của mình. Sân vận động biểu tượng của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đã trải qua quá trình nâng cấp đầy tham vọng của chủ tịch Florentino Perez. Giờ đây có sức chứa lên tới 85.000 chỗ ngồi với chi phí đầu tư lên tới gần 1 tỷ euro. Được tài trợ chính thức bởi JP Morgan và Bank of America với lãi suất cố định là khoảng 1,53%. Lấy ý tưởng về tương lai với các mặt tiền bao phủ xung quanh, bao gồm các giải thép và sọc có thể được chiếu sáng và trên đó có thể chiếu các hình ảnh, là điểm nổi bật nhất của kỳ quan kiến trúc. Mới nhất, cảnh quay máy bay không người lái xung quanh Santiago Bernabeu thật đáng kinh ngạc, khiến các fan hâm mộ trên toàn thế giới một phen nức lòng. Hiện tại Real Madrid đã chơi 3 trận đầu tiên tại La Liga mùa giải năm nay trên sân khách, vì ban lãnh đạo câu lạc bộ muốn trận sân nhà đầu tiên của mùa giải vô địch quốc gia năm nay được diễn ra sau khi quá trình cải tạo hoàn tất. Khu vực phía sau khung thành, nơi tiếp đón những cổ động viên cuồng nhiệt nhất của Real, cũng sẽ được mở cửa từ thứ bảy trở đi và dự kiến sẽ được lấp đầy khán giả. Sau khởi đầu hoàn hảo tại La Liga với 3 trận toàn thắng, Real hy vọng sẽ tiếp tục phong độ cao trước đối thủ cùng thành phố Getafe nhờ sự ủng hộ của người hâm mộ. Và một chiến thắng để ăn mừng sân mới là mục tiêu của Real Madrid tại vòng 4 La Liga. Tòa án thể thao Tây Ban Nha đã mở vụ kiện với người đứng đầu Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha vì hành vi sai trái nghiêm trọng. Bên cạnh đó, cơ quan này đã quyết định ông Rubiales có liên quan đến hai tội danh lạm dụng quyền lực và làm tổn hại danh tiếng thể thao Tây Ban Nha tại một sự kiện thể thao hay không. Nếu có thì Hội đồng Thể thao Quốc tế CSD sẽ đình chỉ công việc ông Rubiales trong quá trình điều tra và có thể dài hơn lệnh đình chỉ 90 ngày của FIFA. Ông Rubiales đưa ra tuyên bố thách thức sau khi nhận thông báo của TAD. Ông cho rằng công chúng đang tiến hành cuộc tàn sát cá nhân của những nhà nữ quyền sai lầm. Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha nhất mực khẳng định rằng ông không ép hôn nữ cầu thủ Jenny Hermoso mà đã có sự đồng thuận từ đối phương. Tuy nhiên, nữ tuyển thủ Tây Ban Nha cho biết cô không đồng ý hôn và là nạn nhân của hành vi cưỡng ép.